Hôm nay đi chợ nữa nè các bạn ơi Dưa hấu nè 69 Mua trái dưa hấu 69 sen một thao Mua trái về ăn ha Thấy trái nào ngon Lấy trái này khi lên giùm em cái Về em ăn cái kia nó giòn Cái nào ngon Anh thấy trái nào được hả Trái nào chắc lấy đại trái đi Bánh nặng không Đó, lấy trái dưa hấu ha các bạn yêu cầu mình ăn dưa hấu thì mua dưa hấu bên này có táo nữa nè nói tiền táo nè 98 mươi tám sen một hào chào các bạn hôm nay đi chợ Smart nha mới mua trái dưa hấu rồi bây giờ rất là nhiều táo ha đó thì ở nhà có rồi lúc nào mấy đứa nhỏ nhà mình đi chợ thì cũng ghé cái tiệm bánh đối diện của chợ Hàn Quốc đó các bạn tiệm này cũng là của người Hàn Quốc luôn người ta nấu bánh ở trong tại chỗ này luôn người ta bán ở đây bánh nóng ha khoảng 1-2 ngày thì người ta chân ra đây người ta bán một hai ngày họ bán không bán nữa thì người ta bỏ đi người ta làm bánh mới đó tất cả những loại bánh ở đây nè Mấy đứa nhỏ thích bánh bông lan, rồi bánh cay, rồi bánh quy, bánh cookie, đủ loại bánh hết Đó, bánh sô-cô-la uhm, Quá chừng luôn Nhưng mà cái tiệm này người ta không có cho mình uh, quay chi tiết Thì mình đứng ở ngoài mình quay sơ sơ Đã mua xong rồi các bạn Mua được ba uh, bốn loại bánh gì đây? rồi mấy đứa nhỏ ôm vô đối diện chợ đi chợ xong rồi ngồi trên xe ăn nhâm nhi nhâm nhi tất cả những loại bánh mấy đứa nhỏ thích thì đây là những loại bánh sinh nhật ha loại này thì nhìn rất là đơn giản người ta làm nhưng mà cái vị bánh ở cái tiệm này ăn rất là ngon nó nhẹ nó không có ngọt quá như những tiệm của người mỹ tiệm người mỹ thì bán bánh rất là ngọt ha nhìn nè kiểu bánh rất là đơn giản nhưng mà ăn ngon lắm đó các bạn ha. Mình quay từng cái từng cái cho các bạn xem hơi nhanh chút xíu tại vì <laughs> quay lâu lâu là giống như mình đứng lâu đây thấy kỳ kỳ, quay cho nhanh ha. Đó. <laughs> dễ thương quá. Ừ, kiểu bánh nào cũng xinh hết. Màu tím nè, trái cây nè, trái việt quất nè, trái mâm xôi, trái dâu. Rồi nhìn dễ thương quá ha wow cái bánh dâu có một trái mâm xôi một trái dâu trẻ hai nhìn đơn giản mà thấy thèm ha wow wow tất cả những kiểu bánh kiểu nào cũng dễ thương nhìn là muốn đem một cái về nhà liền nhưng mà đâu có tiện gì đâu các bạn khi nào mấy đứa nhỏ sinh nhật ấy, thì ra đây mua nhưng mà mấy đứa nhỏ lại không thích những kiểu bánh đơn giản <laughs> thích phải rườm rà màu mè lên thì sinh nhật mấy đứa nhỏ thì mình hay mua ở tiệm mỹ rồi vô tới chợ rồi các bạn ơi mình thấy lựu bán lựu quá chừng là lựu trái nào trái nấy căng tròn để mình xem một phao là hai đô hai mươi tám wow chôm cái mặt vô chào các bạn chút xíu nè đó hôm nay ở chợ mở nhạc rất là lớn cho nên mình phải ngồi xuống mình nói các bạn chứ uh, khi mà có nhạc vô trong video thì sẽ không có được đăng lên ha thì bây giờ lựa được hai trái lựu rồi lựa lựa về nhà để ăn ăn nói chuyện với các bạn nè đó không ăn kịp thì để tủ lạnh ăn từ từ ừ, trái này được không các bạn wow trái nào trái nấy Nhìn cũng đã hết cầm lên là nặng cả tay luôn các bạn Một trái chắc gần nửa ký rồi đó. Uhm. Tìm được trái thứ ba rồi Mua ba trái ok ha Rồi sách bỏ lên xe uhm. ba trái này thì một trái chắc khoảng hơn một pound đó các bạn Trái khoảng hai đô mấy một trái Thì khoảng 50 ngàn tiền Việt Nam hơn một trái đó Thì bây giờ mình mua hồng này các bạn Mùa này là mùa hồng Cũng sắp hết mùa rồi đó Giữa mùa rồi Trái nào trái nấy Nhìn cũng chắc nụi hết Mình thấy Nhìn cũng hơi ngon ngon Thì mình mua về mình để dành ăn <laughs> Mấy đứa nhỏ ăn rồi nhà mình ăn Khi nó chín lên nó ngọt nữa Nó rất là ngọt Hồng này mình để ăn cả tuần cũng được Đây bán vải này các bạn vải thì gần 7 đô la một thao một pound là nửa ký đó các bạn thì khoảng 81.000 đồng tiền Việt Nam cho nửa ký vải nha các bạn Không biết bây giờ ở bên Việt Nam á, vải người ta bán bao nhiêu một ký Lâu quá rồi mình cũng không biết giá tiền bên đó nữa Đó, thì trái thanh long Thanh long là 3 đô nửa ký 3 đô là khoảng bao nhiêu tiền ha khoảng 70 mấy ngàn đồng tiền Việt Nam đó các bạn. Đó, cho nữa ký thanh long thôi nha. Ở Việt Nam chắc rẻ hơn các bạn ha. Thì lấy hai trái. Còn ở đây mít nè. Đó, mít thì một miếng như vậy thì khoảng uh, 2 kg, 3 kg bán khoảng uh, 7 đô la, 10 đô la rồi 8 đô la. Khoảng đó, miếng nào bự hơn thì 10 đô la. Hôm nay mình lấy cái miếng Vừa vừa nè Tìm miếng nào ngon Miếng này 7 đô nè ừ, Chưa có chín lắm ha Biết về nhà có chín thêm không nữa Lâu quá rồi chưa được ăn mít Thèm mít quá chừng Đó, nó sẽ cầm miếng nhỏ nhỏ này đi Để xem về có chín thêm để ăn không ha Hả? Về bỏ tủ lạnh Một hai ngày nữa sẽ ăn Chắc ngọt lắm đây <laughs> Rồi Rất là nhiều ha ở đây là trái tắt nè Một vĩ như vậy chưa tới nửa ký đâu 4 đô la Wow, củ nhân sâm nè Ớt Tất cả, tất cả, tất cả các loại ớt đều tập hợp ở đây Ớt vàng, ớt xanh, ớt cam, ớt đỏ <laughs> Rất là nhiều Đợt trước mình tới cái chợ nào đó mình thấy ớt màu đen nữa đó các bạn Nhiều màu ớt khác nhau mà mình tưởng là ở trên đời này sẽ không có mình thấy có. Đó, trái này trái ớt ngộ chưa? Nhỏ nhỏ nè. Không biết có cay không nữa. Ở đây nữa. Wow. Hôm nay mình sẽ mua một ít ớt này về để ăn nè. Ha. không biết có cay không nữa. Đó, mình mua ớt này để mình ăn, mình quay phim cho các bạn xem cho nên mình lựa kỹ các bạn, mình lựa trái nào thiệt là tươi đó tại vì người ta bán cũng hơi cũ cũ rồi cái da nó hơi nhăn nhăn thì mình lấy sát ở trong vách tường đó các bạn thì sẽ được những trái tươi hơn ở ngoài nha các bạn <laughs> tại vì lúc nào mới người ta cũng để ở trong hết ha à, nếu mà không có quay phim á thì mình sẽ lấy đại về ăn còn quay phim thì mình phải lựa cho kỹ để cho các bạn xem video nó đẹp hơn ha Ừ, ớt này thì mình về mình ăn trong kênh mới của mình là Vinh Nguyễn Thị ASMR đó ăn nghe rộp rộp cho các bạn nghe các bạn nghe cho vui tai nha đó thì lấy được hai vỉ như thế này rồi chút xíu nữa sẽ lấy thêm một ít ớt màu nữa là đủ đây ớt màu đây <laughs> là đủ bộ mình ăn với một cặp này nè ừ, ăn cho thiệt là ngon không biết cái loại ớt này Ớt xanh này có cay không Mình sợ cay quá Còn cái ớt này thì người ta ghi là ớt ngọt rồi Ớt màu đó Dưa leo nè các bạn Quá chừng chừng là dưa leo <laughs> Ớt này các bạn thấy không Ở chợ bán đi đâu cũng thấy ớt đó, Mua cặp dưa leo ha Một trái cũng dài cũng nặng lắm đó các bạn Mua hai trái về là ăn vừa đủ chứ mình mua nhiều quá để qua một ngày ngày thứ hai là nó bị hư liền à đó cà tím nữa nè hôm nay mình không có mua cà tím cà tím thì một đô 78 sen nửa ký ha thì khoảng chưa tới 40 000 ngàn tiền Việt Nam nửa ký khổ qua anh nữa nè quá chừng là khổ qua uhm, nhưng mà mướp nè mướp này mướp khía không có thơm đó trái um, khổ qua thì mình mua ở trong cái uh, bịch như thế này ấy. nhìn nó đỡ có bị dập hơn các bạn nhìn nó sạch sẽ mà nó rất là còn ngon còn mình để đóng như vậy người ta lựa nó nó bị dập rồi lấy ở trong vỉ ngon hơn ha mắc hơn chút xíu nhưng mà ngon hơn đó mua về sẽ dồi thịt với cà nô no, dồi thịt với khổ qua nấm mèo bún tàu ăn rất là ngon rồi mua mớ cà chua các bạn ơi mua ba dĩ cà chua về ăn ha nấu canh kho cá gì cũng được hay là mình ngồi mình ăn cho các bạn xem cũng được cứ mua về đi cà chua này để cũng được lâu lắm để chắc cũng hai ba tuần trong tủ lạnh cũng chưa có hư đâu đó wow đổ rồi nguyên một chồng cà chua đó đi chợ lòng vòng, đi chợ lúc nào mình cũng tới tiệm rau quả mình mê lắm. Cái nào cũng thích lấy. Đậu bắp nè, đứa con trai của mình rất là thích ăn canh đậu bắp. Đó, nó thích mê món đậu bắp này lắm. Mấy đứa con gái cũng thích, hồi nhỏ thích mà bây giờ lớn lên nè. Bớt rồi các bạn. Giờ còn đứa con trai của mình rất là thích canh đậu bắp. Rồi um, mía nè các bạn. Ha. 2 đô la một à, cây mía như thế đó ừ, 2 đô la khoảng 48 ngàn đồng tiền Việt Nam Một cây mía có khúc à, khoảng 2 găng tay thôi Đó, bán rất à, là, là cao hơn bên Việt Nam Còn cái loại này loại gì ấy, các bạn ơi Cái gì cũng mắc lắm á à, Một phao tới à, mười mấy đô Rồi cái này là đậu phộng nè Rồi me chua nè Đu đủ nè quá chừng chừng ở chợ món gì cũng có bán chợ hàn quốc nhưng mà mình vô trong này là mình ăn được đồ việt nam luôn các bạn người ta ăn uống cũng giống người việt nam mình lắm ta bán tất cả những gì mình cần có ở chợ việt nam thì chợ hàn quốc đều có hết nha các bạn đó quá chừng là bắp cải bắp cải này một loại bắp cải dẹp dẹp đó thì khoảng một đô 59 sen Khoảng một đô 60 sen Một uh, nửa ký đó các bạn Hơn uh, Hơn đô nửa ký Rồi uh, cái cải này là cải gì ha Cải gì Ở bên Việt Nam gọi là cải gì á Ở đây gọi là uh, Baby choy Baby bok choy Nó nó nhỏ nhỏ Ăn xào cũng ngon lắm á uhm, Xào với mì Mì vàng này rồi xào với thịt bò nè hết ý luôn á mua về xào cho nấu canh cho mấy đứa nhỏ còn một ít thì xào thịt bò cho ông xã đem đi làm ha mua chừng này chia ra ăn hai lần <laughs> lấy thêm mấy bó nữa không đó mua cho nhiều vô tay thì mắc cầm mấy quay phim còn tay thì cầm rau sắp rớt rồi vân ơi <laughs> bỏ vô ừ. mua khi nào hơi đầy đầy chiếc xe là đi về là vừa ha các bạn mua để dành trong tủ lạnh chắc ăn cả tuần á mình ăn khi nào mình thấy hết hết thì mình đi mua chứ không có đi chợ hàng ngày đó ở đây có bán củ dền nè các bạn củ dền đợt trước mình có trồng loại này nè đó trồng nhổ lên rất là cưng người ta bán ở đây cũng tươi quá rồi rau cần nè cần tay các bạn chắc mua hai bó cần về để ăn ha. Rồi tất cả những loại rau cải ở đây, rau cải bó xôi nè. Đó, bên Việt Nam gọi là cải bó xôi đó. Ừ. Cái rau cải này làm làm bánh cũng được nè các bạn, xay ra dắt nước làm bánh, làm bánh ít hay là làm bánh bao. Rồi làm sôi khúc cũng được luôn ha, cái rau đó. đó còn cũ này củ gì ngỗ các bạn ha đó, để bấm lên online xem cũ này có phải cũ năng không cũng không biết nữa rồi cái này là cũ thì là đó các bạn thấy cũ thì là bự chưa bữa nào mua về ăn thử thách các bạn thử thách mình ăn cũ thì là hồi mà chưa mua này các bạn thì là của mỹ cái cũ người ta trồng bự quá chừng sao không biết cắn sao mà nhai cho nổi ha thì là cái à, mùi nó cũng mạnh lắm á nó nặng mùi lắm người ta hay à, nấu với hải sản ha người ta làm chả cá rồi người ta xay vô ăn rất là ngon đó rồi hành bro đầy đủ rồi cải gì tím tím đỏ đỏ đây quá chừng nè ừ, uhm, hành wow nhìn cộng hành là mình thấy mình cay mắt rồi đó ừ. Uhm. Nhưng mà mình lại ăn được hành bro đó các bạn <laughs> Đã ăn qua rồi Ăn một lần thôi Ít bữa nữa các bạn yêu cầu sẽ mua và ăn tiếp Rồi đây là cà rốt Cà rốt màu trắng Biết có phải cà rốt không? Giống cà rốt quá ha Wow sang năm chắc trồng tất cả các giống nào Mà ở chợ này có mình đều trồng hết Mình nhổ lên cho các bạn xem cho vui ha Củ <laughs> dền quá là tươi rói luôn Rồi rau keo nè, rau keo xoăn nè Rồi thôi mua bó hẹ ha Mua bó hẹ về nấu canh giá, hẹ ăn cũng ngon ừ, Củ cải, bắp cải quá chừng chừng Ở đây là nấm đuôi gà Mình mua một bó nấm đuôi gà để về nhà ăn ha đó, đi chợ thấy nấm là thèm lắm Nấm đuôi gà này luộc chấm mắm ớt ăn cũng ngon ừ. Bây giờ quyết định lấy hai bó cần tây về nhai rộp 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 ăn chắc ngon lắm đây ừ, để mình suy nghĩ về chấm món gì chấm nước sốt gì với cần tây cho nó ngon rồi lấy ba bó hành ba bó hành là một đô la <laughs> cà rốt bán tươi quá chừng là tươi trái nào trái nấy mập ú mập ù luôn các bạn nhìn màu tươi ha Cái này mà thả ăn thỏ vô đây hả Thỏ thích lắm ạ à. <laughs> Nhất là thỏ bông nhà mình Thấy cà rốt là ham lắm Xâm tham Lâu lâu thỏ cũng không có thích cà rốt Nhưng đặc biệt thỏ thích rau xanh nhiều hơn Đó đó Củ dền Nhìn đẹp mắt lắm các bạn Nguyên một dãy rau củ Quá chừng là đẹp Dền tím, dền màu cam Rồi dền màu đỏ Dền tím trắng <laughs> Rồi củ su hào Wow, sắp tới Tết rồi các bạn ơi Sắp tới Tết rồi mình sẽ làm món gì? Dưa món ha Dưa món ăn với bánh tét ngày Tết rất là hết sảy Lúc nào có su hào nè, có đu đủ, có củ cải, có cà rốt Có thêm củ kiệu nữa là đặc biệt lắm Củ này củ gì tím ngắt hay đẹp quá các bạn Giống củ su hào tím quá hả? Đó. Rồi trái cây, trái cây cắt sẵn nè các bạn muốn món gì về à, trái cây gì <laughs> dâu dưa lưới hay là thơm rồi xoài ừ, tất cả những trái cây mỹ ở đây đều có cắt bán sẵn rồi dâu nè dâu khoảng hơn 6 đô la một hộp rồi mâm xôi đỏ mâm xôi đen bán đầy đủ luôn các bạn mùa đông hả chỗ chợ nào cũng bán đầy đủ trái cây đó còn rẻ nữa hai đô la một hộp một hộp mà mâm xôi đó các bạn đó bây giờ mình lấy cái cái cọng này của người hàn quốc nè cái món này gọi là món gì uh, túc bút khi gì cái gì gì mình quên rồi nhưng mà mình biết nấu món này mình sẽ lấy hai bịch mình về mình nấu thịt cay xong lấy cái nĩa cắm vô ăn cái cọng nó nóng hổi mà nó đỏ quét lên luôn ừ, mình ăn cay cay ngon lắm á các bạn rồi đứa con gái mình thích một bịch bóng bánh bông lan bánh bông lan này là của người Nhật người ta làm hương dâu rồi hương trà xanh đầy đủ ăn rất là ngon đó đi tới lấy miếng giá lấy miếng à, tàu phù nữa các bạn <laughs> đi chợ gom hết cả chợ về luôn <laughs> mỗi lần các bạn comment các bạn nói cô đi chợ sao mà cô gom hết tất cả cái gì ngoài chợ cô cũng đem về nhà <laughs> giống mình thích ăn cái gì thì mình mua thôi các bạn để trong tủ ăn từ từ ha đó chứ mình không có đi chợ hàng ngày đi chợ hàng ngày cực quá rồi đây con gà này là con gà nhỏ nhỏ thôi các bạn ăn thịt rất là ngon mua về nướng ăn nha rồi thịt heo nè thịt heo Thịt của người Hàn Quốc Người ta đưa bên Hàn Quốc qua bán nha các bạn Thịt uh, người ta nuôi ăn rất là ngon uhm, Mình cảm thấy ngon hơn thịt của uh, chợ Mỹ bán đó Wow Thịt bò rất là tươi Lấy miếng luôn ha Miếng này thì khoảng hơn 11 đô uhm, Khoảng uh, hơn 200 ngàn tiền Việt Nam ha Khoảng rưỡi Rồi Hôm nay đi chợ nhiều quá bơ phờ rồi các bạn ơi rồi um, lòng gà lòng uh, mấy con gà đó chân gà rồi tiết gà người ta cũng bán ở đây đầy đủ luôn ha. còn rất là nhiều thứ ở chợ này mà mình quay chắc cũng phải hết mấy tiếng đó các bạn cua hoàng đế ha ha mấy con cua hoàng đế đang nằm ở dưới này đợi mình tới quay đây các bạn bữa nào chắc cũng uh, liều liều ra mua một con cua về ăn uh, thử xem sao ha chưa bao giờ ăn cua hoàng đế tươi bao giờ hết bữa nào sẽ mua Hứa rồi, bữa nào ra bắt con cua bây giờ thấy dễ thương quá à Nhìn cái mặt nó nhìn mình kìa các bạn Thấy cưng không? Vậy ăn thấy tội nghiệp quá ha Wow, tay chân gì mà dài dữ không biết nữa Đó, nhìn xinh không? Đụng vô một cái chắc đau lắm á Rồi con cua này nó thích massage nè các bạn ơi Đứng ngay cái cái vòi thổi hơi nước nè, thổi không khí nè đó, thích hay sao á cứ đứng ở đây hoài luôn không có chịu đi để mình quay hình dáng của nó như thế nào ở trong có một con cua lớn hơn chút xíu này ở trong kia nữa ừ, mùa này là mùa cua hoàng đế hay sao người ta đưa cua hoàng đế về bán quá chừng ha đó, một con vậy chắc cũng phải um, khoảng 200 đô hơn á ừ, quá chừng chừng hả gõ gõ coi nó có di chuyển đi chỗ khác không Wow, các bạn thấy không? Nhìn tươi còn sống mà phải tươi thôi Có càng nữa Ở đây cái con gì đây mà 20 đô la một pound Cô nè cô thường nè Đó Sắp chồng 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 lên như vậy Wow Quá chừng chừng luôn Còn tôm nè đó Tôm hùm 19 đô la nửa ký ha Khoảng uh, hơn 400 ngàn tiền Việt Nam Nửa ký tôm hùm Chạy ra khoảng uh, 900.000 tiền Việt Nam một ký Rồi tất cả những cái món ăn của người đại hàng này các bạn Người Hàn Quốc này Đó Cá cơm, rồi dưa chua, rồi kim chi, đậu phộng Tất cả những rau củ gì Người Hàn Quốc người ta cũng làm kim chi được hết nè Thịt giò nè, giò luộc nè Giò luộc này người ta chấm với cái mắm tép Tép, muối gì đó Người ta chấm ăn cũng ngon lắm ha có hộp lớn hộp nhỏ luôn ừ. nhìn cũng hấp dẫn quá chừng để mình xem có được cái món ăn nào mà mình thích không mình mua về một cái bánh gạo hay bánh nếp gì đây nó dẻo, dẻo nè lúc trước như mình có ăn một lần rồi á ừ. đó rồi ở đây nè người ta bán gì đây cua ha <laughs> ha cua nhỏ nhỏ mình sẽ mua về mình ăn thôi cua này giống cua đồng á các bạn người ta chiên bột rồi cái gì đây thịt cuộn lá lốt ha không mì trộn hàn quốc đó miếng trộn chứ quá chừng là ngon nhìn miếng thấy ngon quá chừng mua về ăn ha một hộp như vậy thì khoảng hộp miếng khoảng 5 đô 78 sen còn hộp cua như vậy thì khoảng bao nhiêu ha 5 đô mấy đó đó hai cái khoảng 10 đô la có được một bữa ăn ngon rồi <laughs> Rồi, bỏ lên xe Còn món gì nữa không? À, đi lấy cái hộp để cho đứa con trai mình nó đựng đồ ăn đi đi làm Đi học chứ Còn nhỏ mà đi làm gì? <laughs> Mấy đứa nhỏ, hai đứa con gái mình thì chịu ăn đồ ăn, thức ăn Mỹ của người Mỹ ở trường Còn đứa con trai mình mới đi học á Mới đi học mẫu giáo nhỏ Cứ thích ăn đồ ăn ở nhà mẹ nấu Lên trường rồi không có ăn á rồi mỗi lần đi học về lại kêu đói bụng đói bụng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha các bạn ơi nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha cảm ơn các bạn rất nhiều chúc các bạn một ngày vui vẻ tạm biệt các bạn